Hôm nay mình làm video này để với mục đích video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm chế tạo thuốc nổ đen. Thực ra là mình không muốn làm cái này lắm, nhưng mà do là có một số anh em vẫn đề nghị nên thôi mình sẽ làm với để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong việc làm thuốc nổ, những cái mà mình có thể tích lũy được trong quá trình sản xuất. Thì trước hết để làm thì mình cần chuẩn bị vật dụng là bát này. Tiếp theo là nguyên liệu, thì có đây là Casiloba. Casiloba thì mình phải mua, đừng hỏi mua ở đâu vì các bạn phải mua trên mạng. Những cái này mình cũng là mua trên mạng thôi. Có thể theo cân hoặc là theo bao. Tiếp theo là lưu huỳnh cũng thế. Mình có sẵn rồi nên là mình sẽ không, mình cũng không biết là mua ở đâu. Nhưng mà các bạn phải lên mạng tìm khá là nhiều. Tiếp theo là nguyên liệu cuối cùng là than củi. Than củi đốt thì mình đốt từ hành gỗ ra, xong được than mình sẽ nghiền nhỏ ra như này. Tiếp theo nữa là mình cần một cái vật dụng gì đấy để có thể nghiền cái trộn ba cái nguyên liệu này với nhau. Đây đây mình dùng khúc gỗ như này. Bây giờ trước hết là chúng ta sẽ bỏ các nguyên liệu vào trong cái bát này. Có hai cách làm, một là cách làm với trộn bột khô, và thứ hai là làm với bột ướt. Cách bột khô thì sẽ tạo ra bột đều và mình căn chỉnh nó chuẩn, còn với bột ướt thì nó sẽ khó căn chỉnh hơn nhưng mà nó lại an toàn. Tiếp theo, tỷ lệ giữa ba nguyên liệu này sẽ là khoảng 75% Casiloba, 10% lưu huỳnh. Cái khối lượng nhé, mình sẽ nghiền nhỏ Casiloba ra trước. Đây cái cây của mình nó dính một cái than rồi. Ở đây mình chỉ hướng dẫn anh em làm bột khô thôi. Bột ướt thì tương tự, tỷ lệ trộn tương tự, nhưng ta sẽ cho thêm nước vào. Trộn nó sẽ an toàn hơn, nó không tạo ra ma sát nhiều, sẽ an toàn hơn. Tránh bị chẳng hạn trong lúc mình đang làm, mình trộn nó bắn ra tia lửa, nó sẽ phát nổ cả cái bát này. Lúc đấy thì tai nạn. Mình khuyên là anh em nếu trộn, nếu không có làm sẽ làm ít thôi, một lượng nhỏ thôi. Nếu mà có tai nạn thì sẽ không để lại thương tích nặng nề, không nhiều trường hợp đã nổ nát tay nát chân gì đó rất là nguy hiểm. Mình nên làm một lượng, mỗi lần một lượng nhỏ thôi để đảm bảo an toàn, lượng lớn thì phải hết sức cẩn thận. Tạm thời như thế đã. Giờ mình sẽ cho lưu huỳnh vào, tỷ lệ sẽ tổng khoảng 10% khối lượng. Rồi như vậy là để tí nếu mà chẳng hạn mình đốt thử mà nó thấy thiếu mình sẽ cho thêm. Tiếp theo là than khoảng 15% khối lượng. Cái này mình cứ cho mạnh tay vì than nó rất là nhẹ. Trong quá trình trộn thì mình đã cân từ trước rồi, nhưng mà trong quá trình trộn chẳng hạn mình thử, nếu mà thấy nó có yếu thì mình sẽ thay đổi thêm thêm bớt các thành phần. Chẳng hạn mình thiếu Casiloba, cảm thấy thiếu Casiloba mình sẽ cho thêm Casiloba, thiếu lưu huỳnh cho lưu huỳnh, thiếu than cho than. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ trộn đều nó lên. Đó. Nghiền nhỏ những cái cục này ra, có cục gì nghiền nhỏ hết ra cho nó mịn thành bột hết. Quấy đều nó lên, trộn xong sau đó là trộn đều. Hơi mất thời gian một tí, nhưng mà mình làm mình không có máy móc, mình làm tay nữa. Sẽ hơi mất thời gian, nhưng mà thế này đảm bảo mình cân chỉnh nó dễ. Máy móc đôi khi nó còn xuất hiện, nó vẫn còn sót lại những cái hạt rất là to.
cứ tiếp tục đảo như này. Thì lúc không còn thấy những cái hạt lấm tấm kia nữa, thấy bột nó bị nó quyện vào nhau là được. Tiếp tục, chẳng hạn như ở đây mình thấy nó hơi xám, tức là nó không hẳn màu đen, không đạt đến màu đen chuẩn. Tất nhiên là nó không thể đen hoàn toàn được, nhưng mà nó phải có một cái màu đen nhất định của nó. Thì cái này phụ thuộc kinh nghiệm các bạn, chẳng hạn các bạn đốt mà cảm thấy nó hơi yếu, mình sẽ tiếp tục cho thêm các nguyên liệu. Ở đây như mình thấy nó hơi xám, tức là nó hơi thừa KC3, thì mình sẽ thêm than. Lưu hình thì tí để xem là bột than nó như nào, mình sau khi đốt thử một vài lần thì mình sẽ thêm lưu hình hoặc là không. Đây, mình làm ví dụ, mình chỉ làm lượng ít thôi, không làm nhiều, làm nhiều khá là nguy hiểm. Các nguyên liệu thì chúng ta về KC3 thì ngoài việc mua thì các bạn có thể tự sản xuất. Mình sẽ có một video ở phía sau này, mình sẽ đăng sau khoảng một tuần nữa, nói về việc là tự sản xuất KC3 từ phân kali. Các bạn nào muốn, chẳng hạn như muốn tự sản xuất thì đều có thể tự sản xuất được, chỉ cần một số dụng cụ rất đơn giản, không cần phải máy móc gì nhiều. Tất nhiên là phải có máy, một vài máy nhỏ nhỏ nhưng mà nó không có phức tạp. Nên mình muốn tự làm thì đương nhiên phải đầu tư vào, mình phải chịu khó tìm hiểu rồi, chứ không thể nào mà tự dưng không biết gì và tôi không biết gì mà sau đó là đòi làm được, không có gì trong tay, không biết gì, mình phải tự tìm hiểu. Những cái đấy thì tìm hiểu trên những phương tiện đấy, và đồng thời với mình nghiên cứu. Mình sẽ tiếp tục trộn, đoạn này sẽ hơi mất thời gian. Giờ có lẽ mình sẽ thêm một cục than vào. Đây mình cho cả cục nguyên luôn. Đó. Vào mình sẽ đá nát nó ra. Cần chỉnh, chẳng hạn lỡ mình cho thừa mất than hoặc là thừa mất lưu hình thì mình sẽ cân chỉnh bằng cách thêm hai thành phần còn lại, thêm KC3 hoặc là thêm lưu hình. Nếu nó hơi nhiều, nếu mà nó cháy yếu. Bạn lưu ý là động tác trộn của chúng ta là động tác xoay và đảo, hơi nhấn xuống, chứ không phải động tác giã, không được giã như này. Giã là nó nguy cơ nổ rất là cao, và lúc đấy thì tiền mất tật mang, và không khéo là các bạn sẽ được lên VTV24 chuyển động 24 giờ. Lúc đấy thì các bạn sẽ rất là nổi tiếng về việc cụt tay cụt chân gì đó. Sau một hồi trộn miệt mài thì mình đã được một hỗn hợp đều như này. Đó, bây giờ mình sẽ đi test thử. Mình có một cái thìa, mình sẽ xúc ra một giấy như này, xúc một ít thôi. Ít thôi, không thể nhiều này nhiều nguy hiểm. Và nhớ để cái bát này xa ra, để gần nó bắn vào nó sẽ cháy cả cái bát đấy và nó sẽ nổ hết lên. Lúc đấy thì không, công sức chúng ta công không.
Que tăm thôi. Để than nó thôi. Đó. Như vậy là cũng tạm được rồi. Vẫn còn hơi chưa đều một tí, chỗ này còn hơi thừa KC3, nhưng không sao. Thế tạm mình có thể bổ sung thêm để các bạn như vậy. Ok, về video mà hướng dẫn làm KC3 thì mình sẽ để ở trong video lần sau. Cảm ơn các bạn.